Thưa quý vị, những ngày dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng khiến cuộc sống nhiều người dân gặp khó khăn. Cũng là lúc nhiều phiên chợ, siêu thị không đồng mở ra nhằm san sẻ với cộng đồng bằng những nhu yếu phẩm cần thiết. Mới đây, một siêu thị không đồng dành riêng cho những cán bộ, giáo viên, nhân viên của một trường tiểu học đã được lập nên, giúp phân phát một số thực phẩm thiết yếu đến những người gặp khó khăn, không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Không ồn ào, nhộn nhịp, không có cảnh xếp hàng dài trước cửa như những phiên chợ không đồng thường thấy. Siêu thị không đồng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 tại trường tiểu học Núi Thành diễn ra khá lặng lẽ. Siêu thị này chỉ phục vụ cho 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, là tấm lòng của các mạnh thường quân và của chính các thầy cô giáo trong nhà trường cùng nhau chung tay quyên góp. Trong cái tình hình dịch bệnh COVID như thế này thì gia đình của tôi cũng như tất cả mọi giáo viên trong nhà trường ít nhiều thì cũng gặp những cái khó khăn. Hôm nay siêu thị không đồng của trường tiểu học Núi Thành tổ chức thì chúng tôi thấy rất là vui và cảm động, bởi vì là chúng tôi nhận được cái sự chia sẻ của công đoàn trường và chính các đồng nghiệp trong nhà trường đã cùng nhau hỗ trợ san sẻ với nhau, và cái tình cảm đó đã nói lên cái sự đoàn kết của anh chị em trong nhà trường. Bữa nay là công đoàn của nhà trường hỗ trợ rau quả rồi, cho nên góp ít phần cho Quảng Sinh. Nhờ cái sự hỗ trợ đó mà Quảng Sinh cũng vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn trường và công đoàn đã hỗ trợ cho những cái thực phẩm. Đối với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hay những nhân viên cấp dưỡng Quảng Sinh, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào trong suốt thời gian học sinh phải ở nhà để phòng chống dịch COVID-19. Thì đây là khoảng thời gian mà họ cảm thấy ấm lòng nhất khi nhận được chính sự san sẻ yêu thương từ chính những đồng nghiệp của mình. Công đoàn đã phối hợp với nhà trường kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, các mạnh thường quân là phụ huynh học sinh của trường và kinh phí hoạt động công đoàn. Ngoài ra còn có những nguồn rau sạch từ vườn của các thầy cô giáo. Siêu thị không đồng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và Quảng Sinh với thông điệp là động viên, chia sẻ, yêu thương, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 để thầy và trò bước vào một năm học mới đầy sức khỏe. Món quà tuy không lớn nhưng trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh thì đối với những Quảng Sinh như chị Hồng Huệ và nhiều người lao động khác trong nhà trường là vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là một hoạt động nhân văn thiết thực mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm kịp thời của ban giám hiệu nhà trường đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực đồng hành cùng nhà trường vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.